Tại Đại hội Thường niên khóa 9 diễn ra ngày 15 tháng 10, VFF và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã được vinh dự tặng thưởng huân chương lao động hạng 3 để tôn vinh những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và nâng cao vị thế bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, trong bài phát biểu tại lễ đón nhận huân chương lao động hạng 3 thay mặt Ban chấp hành VFF, đã tôn vinh nỗ lực và cống hiến của nhiều thế hệ trong lĩnh vực bóng đá, tích lũy và đúc kết dưới sự dẫn dắt của các đồng chí nguyên chủ tịch và lãnh đạo trong nhiều giai đoạn khác nhau. Đây được xem như một nguồn động viên quý báu cho VFF và các tổ chức thành viên, thúc đẩy họ nỗ lực hơn nữa và hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã giao phó, đồng thời đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ bằng việc đưa bóng đá Việt Nam đến những thành công mới. Thứ trưởng Bộ VFTTDL Trịnh Thị Thủy đã chia sẻ, chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của tập thể VFF, cũng như các thế hệ lãnh đạo VFF, ban chấp hành và cá nhân đồng chí Trần Quốc Tuấn. Phần thưởng huân chương lao động hạng 3 này là một sự công nhận xứng đáng cho những cống hiến và đóng góp của VFF trong quá trình phát triển bóng đá nước nhà, đặc biệt với những thành tích đáng kể ở cả khu vực và quốc tế. Đại hội thường niên VFF đã tổng kết mọi hoạt động của bóng đá Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2023, đã xác định kế hoạch và chỉ tiêu cho 3 tháng cuối năm 2023 và cả năm 2024. Trong đó, VFF đã đặt trọng tâm đầu tư và kỳ vọng lớn vào đội tuyển Việt Nam, đặc biệt trong việc chuẩn bị cho những giải đấu quan trọng như vòng loại thứ hai World Cup 2026 và Asian Cup 2023 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Philippe Chaussier. Cụ thể, VFF đã giao chỉ tiêu cho đội tuyển Việt Nam là phải vượt qua vòng loại thứ ba World Cup 2026 và lọt vào vòng chung kết Asian Cup 2023. Với Asian Cup 2023 là sự kiện chính, đội tuyển Việt Nam nằm trong bảng đấu cùng với Iraq, Philippines và đội thắng trong cặp đấu vòng 1 giữa Indonesia và Brunei. Để chuẩn bị cho giải đấu này, VFF đang đàm phán để đội tuyển Việt Nam đấu giao hữu với Tajikistan, hạng 110 thế giới, để nâng cao trình độ. Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú khẳng định rằng trong năm 2024, VFF sẽ tận dụng mối quan hệ quốc tế để giúp các cấp độ đội tuyển quốc gia tập huấn nước ngoài hoặc thi đấu giao hữu chất lượng. U23 Việt Nam hướng tới tứ kết giải U23 châu Á 2024, đội tuyển nữ Việt Nam tập trung vào vòng loại Olympic Paris 2024 và đội tuyển Futsal Việt Nam chuẩn bị cho vòng chung kết châu Á 2024, vòng loại World Cup Futsal.